bây giờ ông xã Ly sẽ trồng rau lan. Ủa nè, nó có rễ rồi nè. Cái này trồng thì trồng nó bò à. Phải không? Ừ, trồng xuống vậy luôn rồi nó bò ra. À, đó giờ có trồng rau lan chưa vậy ông xã? Chưa. Đây là lần đầu tiên ông xã trồng rau lan nha mọi người. Để Ly cũng coi thử xem. Xem anh ấy làm gì đây. Giờ cắt. Vậy chắc cắt vậy á. Không biết nữa. Lần đầu tiên trồng rau lan nha. Chắc cắm cái rễ thì xuống luôn rồi nó có sống không đó. Nhưng mà nghe má nói là phải cắt ra hả? Cứ như vậy nè, cái chỗ nào mà thấy mình thấy nó già đó là mình cứ ghim xuống một góc như vậy á. Ồ, nè có rễ rồi nè. Đó. Rồi, chỉ cần ghim một góc thôi. Mấy cái kia thì nó tự bò. Còn mình muốn cắt ra bao nhiêu thì mình cắt. Đó là ngoại nói cái này nó rất là dễ trồng. Dễ hả? Rồi đưa nó xuống luôn đi. Rồi em ăn đọt, anh ăn củ nha. Củ biết chừng nào. Đọt thôi chứ củ. Vậy nó lên rồi nè, thấy không? Nó trồng rồi. Vậy đó đúng rồi, rồi tự nó bò đâu nó bò. Chỉ là đưa cái gốc nó xuống thôi. Cho mày bò vô nhà luôn. Sao sổ mũi rồi? Ờ, đi ra ngoài á. Hắt xì mấy cái rồi thấy chưa? Vậy cho nó xa xa đi. Làm luống rau lan không nha mọi người. Nguyên cái chỗ này là rau lan không. Luống này rau lan đi. Không rồi mình chút nữa tưới nước nữa. Có cần bật áo lạnh vô không? Không, cái này được nè. Nóng, trời nóng quá nó sổ mũi chứ không phải là trời lạnh. Nóng quá cũng sổ mũi mà lạnh cũng sổ mũi nữa. Nóng khủng luôn bữa nay. Chín mấy độ mà. Ông nông dân à. Trồng rau lan sau nhà. Chắc như vậy rồi nó lên rồi chắc. Cho này xuống luôn đi. Cho nó mọc rễ ra đúng. Làm vậy đi. Cũng dễ ha. Mai mốt có đọt lan ăn ha. Cái kiểu này ngày mai có đọt lan ăn rồi. Có đọt sẵn rồi. Cây nào mà nó có trái sẵn đúng không? Có sẵn giống gì nè, trồng nó dễ có thu hoạch lắm. Cho nó bò đi. Bây giờ là 5 giờ mấy chiều rồi mà nắng vậy nè mọi người. Ừ, nóng lắm, trời nóng quá trời luôn à. Đây là cái rau thơm á mọi người, rau kia bằng cần dày lá nó cũng có rễ nè mọi người. Thì ông xã Ly cũng phải tìm chỗ để trồng. Bây giờ không biết trồng sao phải không? Không, trồng chỗ nào á? Tưởng này không biết trồng sao, em hỏi mọi người á thì phải chưa khoan trồng. Để video này lên xong rồi người ta comment rồi xong rồi sau đó mình mới trồng. Đúng không? Tôi bây giờ hỏi thì chưa trả lời sao biết. Không có chỗ trồng nữa chứ. Chỗ đây đi. Cho đây một khúc ngay đây đi. Nhưng mà mấy cây đó sống rồi. Chết rồi. Cây này hả? Chết rồi. Cái này sống cái gì? Ờ, cái đó thúi chết. Thúi luôn rồi, không có cái nào sống hết. Chết rồi. Cho nó vô chỗ này đi, cái này sống nè. Mấy cái này vậy có gốc đó đủ rồi. Mấy cái này có cơ hội sống nè. Gốc đó là mình trồng cái rau cần dày lá. Nói ơi, những cái cây nào mà nó chân sẵn á, nó dễ hơn. Không tin phải không? Không tin. Tin. Chợ gì mua về chưa có rễ nữa, em đem cắm vô rồi lấy cái gì nó sống được. Kêu tin anh đi, không kêu tin. Ờ, tin đi. Nói không nghe không à. Giờ tin chưa? Chưa. Tin đi. Chết cha gãy rồi.
Để bứt xuống luôn đi. Gãy rồi. Để nấu ăn trưa luôn. Bỏ vô chừng mấy mấy lá là nó thơm phức luôn á cả nhà. Gãy rồi. Được 3 nhánh nè. Cái này đây rồi. Này đây rồi. Không sống được, cái này cũng đi luôn rồi. Giờ sống được, phải lấy chỗ đi. Cái này mai mốt mình trồng khác dễ lắm. Anh gán che nắng nữa rồi đó mà nó dụng không sống nổi. Này bẻ ra. Cái này đi. Rồi gãy hết rồi. Làm được mấy khung mà cũng không có chỗ đủ để trồng nữa đấy chưa? Còn làm nhiều lắm, đừng lo. Cái này phải che nắng lại á. Để mình đừng cho nó mai ấy, che cái nắng lại. Cho một khung chỗ này đi. Mấy cái này là không sống nổi đâu. Sống gì? Nó rễ nó chết chứ sống gì? Không tin. Đinh lên đi. Tại em muốn trồng thôi chứ em biết là nó không có sống. Em muốn trồng cái nó sống thì em phải ngâm cho nó chừng nào nó mọc rễ rồi mới đem ra trồng. Cái rễ dài luôn hả? Dạ. Yeah. Cái dài chứ chưa có ra rễ gì hết trơn mà đem đi trồng sao sống được. Bởi giờ bà xã không biết trồng đâu cái gì. Biết trồng cái cần nước không? Dạ không. Phải bỏ nước cho nó nhiều. Rễ mới gọi là cần nước. Cần nước tất nhiên là cần nước, cần nhiều nước. À hen. Vậy mà sao mình khờ quá. Trả lời dễ vậy. Hỏi biết giao cần nước trồng sao không mà nói không? Cần nhiều nước. Mai mốt phải thông minh lên trí. Cái gọi là cần nước. Mà cái nào mà nó không có nước là nó chết. Mà hình như cái giao cần nước này nè. Nước càng nhiều á là cái rau nó càng non. Mà non á, ăn rau bún. Đâu em cho anh cần nước thôi. Ăn cái bún riêu á, ngon lắm mọi người. Sao không cho cái đó luôn? Để xem có nó dài bao nhiêu để mình biết mình trồng. Nó có rễ sẵn nè. Thì mới đầu là em nhổ cái đó, xong rồi bà ngoại mới nói đó, sợ nữa. Cái kia nó chưa có chắc ăn á. Cho nên á, biết cái này có phải rễ của nó không, trồng đại đi. Rễ nó không á, rễ nó không. Cái này nó lên cây khác cũng được. Rồi ngoại nói thôi lấy miếng có đất kia luôn rồi trồng mấy cái kia dậm dậm vô. Cho nó nhiều cái. Nó cũng không có khó trồng nhưng mà tại vì mà muốn chắc ăn luôn á. Cái này cần nhiều nước lắm. Phải mình có cái thùng xốp ha. Không, thùng này được rồi. Phải không? Yeah. Ví dụ giống như vậy, lúc đầu á em mới gặp anh, em thấy anh đẹp trai, cái em nhìn thấy người khác em đâu thấy ai đẹp trai đâu. Tại vì lần đầu tiên em gặp anh đã thấy đẹp trai rồi. Lại lên em quen nữa rồi. Mọi người ơi, lên quen, nữa. Quen. Lên. Cái đầu tiên quan trọng lắm. Đúng không? Cái đầu tiên rất là quan trọng. Sợ quá đi. Này sống chắc luôn. Còn mấy cái cây kia là ngoài đấy là dặm thêm. Cái này không sống thì cái kia nó cũng sống. Dặm thêm đi. Sẽ sống rồi. Sống. Đưa qua tay của người nông dân. Sống. Miền núi quyết định nó sẽ sống đúng không? Cần nước, bỏ thêm nước vô là nó sống. Nhưng mà bây giờ mà nó chưa có rễ thì xịt ít thôi. Sao? Đúng rồi. Bỏ nước vô nhiều quá là nó thúi rễ. Tại lúc mà mình đang mình mò mình nhậu nó lên là mình thấy. Lắm trước sau đó mới cần nước lên, không biết có đúng không nữa. Đúng không? Mì lắm. Không biết có đúng không? Nói đại đi. À,
hai vợ chồng mà mới tập làm vườn mọi người ơi, cũng do ở nhà lâu ngày quá. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới làm được cái sạch sẽ như vậy chứ. Chứ còn không là mình không có thời gian làm mấy cái này đâu. Là mình để vậy luôn chứ. Ở dưới nhà ngoại có cây táo tàu, hôm nào anh xuống bứng, nhưng mà cái đó là anh phải đem cái chậu theo. Táo tàu bự không? Bự, nó giống như, nó nhỏ hơn cái cây hồng giòn. Nhưng mà anh phải là bứng, đừng có đụng cái gốc nó. Phải là biết bứng thì cho nên đó, xong nào muốn đi trồng đó là phải... Rau gâm này sao? Trồng luôn hả? Ừ, không. Ừ. Rồi, bây giờ xong rồi. Trồng xà lách cái nhà ơi. Con sợ nó không có đúng á, thì để như vậy. Hai kiểu nha. Tại trời em lông. Trời ơi, làm vườn mà cũng kiểu nữa. Ồ, cái này cắt lên mau lắm à. Vậy thì đúng rồi đúng không? Ừ. Cái nãy em đúng không? Cái kia em cắt sâu quá rồi. Vậy thì tước giống như vậy đi. Tại nó có rễ mà, cắt sâu đâu. Dễ lên đó. chắc phải chế cái ghế khác. Ghế này cao quá, khung một hồi nó cũng hồi. Ai mà trồng rau mà sung sướng giống như anh không? Này nhìn nó vui vui. Nhưng mà dễ thương thiệt. không nói, không để ý nó. Nhìn nó hở. Nói xong. Nhìn nó chổng lên. Để ý thấy mắc cười. Thì nếu mà mình thấy mà nó sống rồi đó, cắt luôn. Cắt đúng ngang. Còn để như vậy là tại vì anh nói là
có sẵn dễ thu hoạch cho nên ly để. À. Mới giờ lú lú lên chắc là thu hoạch rồi. Mau thu hoạch. Có ai làm vậy không ta? Mua cây mà có sẵn về trồng đó. Mua cây có sẵn về trồng không, cây nó ra trái luôn rồi đó, bắt đầu thu hoạch thôi. Trồng trước. Đừng quay phim. Đừng có quay phim lúc mình trồng. Chứ trồng nó có trái luôn rồi, bắt đầu thu hoạch luôn. Trời, bây giờ em lựa ra. Cái ông xã Ly mới đứng ở ngoài sao này dòm tới dòm luôn hoài. Dòm hoài luôn mọi người, ngày nào cũng ra ngắm trời ngắm mây dòm hoài cái suy nghĩ. Thôi, bây giờ như vậy đi. Anh nên ở trong nhà riết rồi không biết làm gì, anh sẽ phá cái chỗ hồi trước có cái kệ đây nè, phá cái kệ ra, phá cái kệ ra anh trồng rau rồi cho em vui nha. Trời ơi đi nghe, phái phái mà trong lòng đâu có dám nói, tại vì nói như vậy Ly phải làm, phải không? Mình nói thôi cực quá, thôi anh đừng làm rồi này kia. Xạo mà con, xạo nha, đừng có xạo nha. Kêu tháo cái này ra cho bà xã trồng rau, mà mình tháo xong rồi mình đóng cái khung xong rồi mà không có thấy chồng, không biết chồng. Đừng làm mọi người cười em á. Nhưng vậy thì em nói là tháo anh trồng rau cho em luôn đi, em nói anh trồng đi cho nó đóng khung gỗ để cho bà xã trồng rau, nhưng mà thấy mình trồng không à, không thấy bà trồng. Tiến vào tập trồng nè. Ủa, hết rồi, hết rồi hả? Hết rồi. Để hết rồi lấy cây này ra trồng chút cho nó đẹp, sửa lại sao cho đẹp á. Nhìn thấy cũng dễ thương chú bộ. Lựa mấy cái lá non non này mai rồi chút nữa tưới nước lên ăn. Trồng rau xong rồi bây giờ phải tưới. Buổi chiều tưới được rồi. Tưới cây chiều mát mát nghe nè, hoặc là sáng sớm á. Sáng sớm đứng chống nảnh tưới nước quý vị. Đó, cái này em sắp hái được rồi đó nha. Salad cũng có nữa rồi nè. Ly và ông xã Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily nha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để Lily có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.